Ok, chào mừng anh chị và các bạn đã đến phần thứ 5 là các chiến lược kinh doanh. Để có thể kinh doanh thành công thì chúng ta cần phải học về những cái chiến lược để có thể chinh phục được khách hàng, để có thể tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, để có thể thuyết phục được họ. Thì ở phần thứ 5 này tôi sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn những cái chiến lược này. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bước vào bài thứ 13. Cái chiến lược đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cho anh chị và các bạn đó là chúng ta hãy trở thành người trao giá trị. Bởi vì chúng ta hãy nhớ lại cái khái niệm về kinh doanh, đó là chúng ta cần phải trao giá trị cho thị trường và nhận lại tiền. Ok, thì chúng ta cần phải trở thành một người trao giá trị. Thì chúng ta hãy sử dụng những cái nền tảng mà tôi đã chia sẻ cho anh chị và các bạn, những bài học trước như là Facebook, như là YouTube, website, hoặc là hệ thống marketing tự động như là email marketing, chatbot, SMS, v.v. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái nền tảng này để chúng ta hiện diện trên đấy và chúng ta tạo ra nội dung, tạo ra video, tạo ra bài viết, tạo ra những cái hình ảnh để giáo dục khách hàng, giáo dục thị trường và chia sẻ những cái giá trị cho cộng đồng. Thì mọi người sẽ cảm thấy thích chúng ta, cảm thấy tin tưởng chúng ta và nhiều người biết chúng ta hơn. Chúng ta hãy hiện diện khắp mọi nơi, ở trên khắp nơi trên Internet, trên những cái nền tảng khác nhau, để cho mọi người biết chúng ta nhiều hơn và chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận được khách hàng và chăm sóc họ, và họ sẽ biết đến chúng ta, yêu thích chúng ta, tin tưởng chúng ta, và khi mà tin tưởng tuyệt đối thì họ sẽ mua hàng khi chúng ta bán cho họ. Và một điều rất là quan trọng là anh chị và bạn hãy là một người cho đi thật là mạnh mẽ, cho đi thật là nhiều, trao đi thật là nhiều, thì giá trị của anh chị trao đi nhiều bấy nhiêu cho xã hội thì chúng ta sẽ nhận được cái giá trị quy đổi là tiền, là mối quan hệ, là thời gian của người khác, vân vân. Chúng ta sẽ nhận lại được rất là nhiều thứ. Hãy cho đi một cách mạnh mẽ, đừng có sợ gì cả. Thì ở video này tôi muốn chia sẻ cho anh chị một cái chiến lược vô cùng đơn giản thôi. Chúng ta hãy trở thành người trao giá trị. Tôi đã đăng những cái bài hướng dẫn trên kênh YouTube của tôi, trên website của tôi, và tôi chia sẻ cho mọi người những câu nói hay, những cái live stream về bán hàng ở trên Facebook, trên live stream đó. Thì anh chị và các bạn hãy trở thành một người trao giá trị để cho mọi người biết đến chúng ta nhiều hơn, yêu thích chúng ta nhiều hơn, và họ cảm thấy tin tưởng chúng ta. Và khi chúng ta bán hàng, chúng ta giới thiệu một cái sản phẩm nào đó thì họ sẽ mua của chúng ta. Vì vậy hãy trở thành người trao giá trị. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua bài thứ 14. Ok. Yeah.